Làm thế nào để giảm hút thuốc lá? Hãy bắt đầu bằng cách xúc miệng bằng Boni Smoke trước khi muốn hút thuốc. Boni Smoke được điều chế từ các loại thảo dược, sẽ kết hợp với nicotine trong khói thuốc, làm mất vị ngon và mùi thơm của thuốc lá, giúp bạn hết cơn thèm thuốc. Xúc miệng bằng Boni Smoke trước mỗi lần hút thuốc sẽ làm thay đổi mùi vị của thuốc, giúp bạn dễ từ bỏ thuốc lá. Boni Smoke chưa từng thất bại. This is Goanimate Network. The Goanimate Network will be signing off in a few minutes, so we will say a few words before we go. The Goanimate Broadcasting Incorporation has been with the Goanimate Animation Studios. So we will salute you a goodbye for tonight. We will be back at 6 a.m. in the morning. Goodbye. 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 Farewell and good night. And now our national anthem.